hát hò gì đó. Anh đơn giản hát đi chị. Hát đi. Không, mấy ngày em hát không được chị. Ở hát được rồi, hết đất. Dạ. Được không? Dạ được. Rồi hết đất 10 cái được không em? Thử sức mạnh. Rồi em gái đếm đi cưng. Dạ. 1 2 3 4 5 6. Chưa, ta chậm lắm. 6 7 8 8. Chưa đếm bằng vàng chưa? Chưa cho thương ta là thôi. Thôi hết 11 nữa hả? Ta chỉ còn mặt xuống giường 13 thôi được rồi, đừng cố nữa, quá cố à. Dạ. Ta kêu cho chị số 13 không thuộc đủ 13 cái. Rồi hết 13 cái vậy là khỏe. Cảm xúc đầu tiên khi mà mở cửa chào em. Em chào chị Tường, chào bạn nữ bên kia. Em bên Lê Hồng Thống. Hả? Lê Hồng Thống. Lê Hồng Thống. Hồng Thống. Dạ. Thống nhất hả? Dạ. Năm nay 32 tuổi, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm bên trang trí nội thất, bên đồ gỗ. Đồ gỗ trang trí nội thất. Quê Thống ở đâu? Em ở Bến Tre chị. Lên thành phố lâu chưa? Hai dũng mấy năm chị. Mấy năm rồi. Giờ mình đang sống ở đâu cưng? Em đang ở Tân Bình chị. Ở Tân Bình. Dạ. Chào bạn gái. Em giới thiệu về mình nha. Em chào chị Cát Tường. Chào bạn trai bên kia, em tên là Nguyễn Thị Thu Hương. Nguyễn Thị Thu Hương. Hương năm nay nhiêu tuổi? Em 36 tuổi chị. 36. Dạ. Đang Thu Hương là quê ở đâu? Em là người gốc Sài Gòn, sống ở đây chị. Em là bên kinh doanh, em bán tự do. Em bán về cái gì cơ? Em bán hàng cà phê chị. Bán cà phê. Mình đang sống với ba mẹ hay sao? Em sống với ba mẹ em. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em sống rất là gần gũi nhiệt tình và không hiểu người khác, và em là người rất dễ hòa đồng. Điểm yếu của em là người rất là hẳn tính. Cái gì nói đó thôi, nó mạnh chút xíu chị. Ở vừa nó nhanh mà bây giờ nó nhỏ nữa, không nghe được cái từ đầu nghe cái cuối rồi. Mạnh tính, mạnh khỏe. Tại vì em còn học. Nói chậm chậm thôi, nói lớn lên. Dạ, em là người, điểm yếu của em là người rất là hẳn tính. Và thôi nóng nảy chút xíu chị. Có lại em là rất thằng cựu, cũng có kiểu em cả từ ái cao. Nóng tính mà còn từ ái cao nữa. Dạ. Điểm em sống với là cỡ mở cho giúp đỡ người khác chị. Giúp đỡ người khác nha. Rồi còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh em là vui vẻ hòa đồng, biết làm công việc nhà này kia giỏi. Dạ. Ha. Rồi cái điểm yếu em là hơi cũng xúc động, cũng hẳn tính. Rồi tình trường sao, trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình chị. Tại sao quen mối tình dài được bao lâu? Dài cũng được, dài nhất em cũng được năm mấy. Thì lý do sao chia tay? Em cũng không hiểu á, lúc trước thì em đi làm thì xong rồi với người ấy xong rồi liên lạc cái không được luôn. Đang đi làm quen năm mấy tự nhiên liên lạc không được luôn. Rồi em không có tìm hiểu hả? Không biết, em cũng mới tìm hiểu xong rồi em muốn về nhà bạn nữ ấy chơi. Nhà bạn ấy hẹn hoài rồi cha mẹ em khó này kia, không muốn cho anh về. Anh nữ đó hẹn hoài. Ủa mà là mối tình đó là mối tình đầu tiên hay mối tình thứ hai? Mối tình đầu tiên đó chị. Mối tình đó là mối tình đầu tiên. Rồi tự nhiên cái thằng mà quen năm mấy ta đi tự động đi mất tiêu. Rồi. Không hiểu vì sao. Rồi từ tới giờ này cũng chưa biết nguyên nhân luôn. Dạ. Rất quất vậy. Dạ. Rồi cái mối tình thứ hai? Mới về đi hai cũng quen cũng được 5 tháng. Thì xong rồi em cũng muốn về nhà người ấy chơi. Thì người ấy cũng hứa luôn. Xong rồi không mới dắt về. Tánh em bà, chứ thương người nào phải về nhà người ấy chơi. Hãy biết. Dạ, nghĩ là em đã tình lập gia đình rồi. Gia đình đó là mối tình thứ mấy? Em đi vậy Dũng 6 năm rồi chị. Mà đó là mối tình thứ mấy? Không, vợ lập gia đình đầu tiên chị. Đầu tiên. Là lập gia đình là mối tình đầu tiên. Dạ. Rồi ly dị vợ rồi mới quen tới hai cái người hồi nãy mới kể. Dạ. Người năm mấy mất tiêu, người 6 tháng mất tiêu. Dạ. Rồi bây giờ kể cái vụ lập gia đình đi, cái vụ chính không chịu kể. Lập gia đình á thì lúc trước á thì em cũng làm ở đây, xong rồi em kêu vợ em lên đây làm, xong rồi vợ em không lên. Xong vợ ở đâu không lên? Ở quê chị, cũng gần nhà chị, cách một xã. Cách một xã. Dạ. Vợ không lên. Không lên, nếu xong rồi với ở nhà vợ, xong rồi với chia tay, mình nó một với nhau nữa. Ai là người chia tay? Dạ vợ em. Mà tại sao đang sống với vợ dưới quê rồi mắc gì em đi lên đây làm chi? Tại vì có công việc á em chị, kinh tế rồi nó khó khăn chút. Sau này thì nó cũng đổi rồi. Mà mình đi mà vợ cương quyết không đi, cái mình đi một mình. Cái cuộc hôn nhân đó là quen nhau bao lâu thì cưới? Quen một tháng chị. Quen có một tháng à? Dạ. Có lẽ vậy? Dạ. Cũng có là mai. Mai một tháng rồi cưới, rồi lấy nhau bao lâu thì ly dị? Lấy nhau được năm mấy chị. Năm mấy? Dạ. Rồi mình có cháu nào chưa? Có một bé trai chị. Bé trai, mấy tuổi rồi? Nay 8 tuổi chị. Nay 8 tuổi. Dạ. Rồi bé sống với ai? Sống với em chị. Sống với em luôn? Dạ. Giờ sống ở đâu? Ở dưới quê chị. Sống dưới quê vậy? Dạ. Ai nuôi? Ai coi? Ông bà nội nuôi. Ông bà nội nuôi. Dạ. Rồi em trên này. Dạ. Có hay về quê thăm con không? Dạ có chị. Rồi kinh tế là có lo cho con không hay là bà nội lo? Kinh tế thì con cái mẹ lo chị. Là em lo phải không? Dạ. Gửi ông bà nuôi thôi. Dạ. Rồi còn em, tình trường của mình thì sao?
em trải qua ba mối tình. Ba mối tình. Dạ, thì tình cảm của em có những thứ như là em không được may mắn trong chia sẻ chị. Trời ơi, chị không nghe. Em chọn tình cảm không được may mắn chia sẻ chị, không được kiểu là không có được trong tình cảm, không được làm người, không có được là may mắn. Em chọn đúng người chị, không có người nào mà chân thành với em cả. Mối tình đầu tiên. Đầu tiên của em là vì người đó không có phù hợp với em. Không phù hợp chỗ nào? Người ta không có lo cho em, thì nói là không hạnh phúc được cho em. Rồi quen được bao lâu? Em quen chừng vài tháng là em của em chia tay. Lúc đó là lúc em bao nhiêu tuổi? Em mới có 28 tuổi chị. 28 tuổi, rồi mấy tháng thôi là chia tay. Và thứ tình thứ hai là em quen người đó kiểu là không có trung thực với em. Sống lăng nhăng. Sống quen là được bao lâu? Giảng dối, thì em cũng đến với nhau cũng được là 6 tháng chị. Cũng 6 tháng à, có mấy tháng vậy đó. Dạ. Rồi. Rồi cuối cùng cái từ tình thứ hai là em quen được cũng được 5 năm chị. Cái người thứ ba, quen 5 năm. 5 năm. Mà cũng hai bên cũng gần nhà nhau, tại nhà anh với nhà em cũng gần nhau chị. Em sống là giàu tình cảm, chân thật. Năm gia em đến anh là em rất là tình cảm, yêu thương anh á, thật lòng á. Tại còn anh là người rất là nghiện rượu. Nghiện rượu. Dạ. Nhưng mà quen tới 5 năm mà mình biết người ta nghiện rượu rồi, sao mình không bỏ ngay từ đầu đi? Em cho anh một cơ hội để anh sửa sai. Em nghĩ là tình cảm của em sẽ đối với anh để cho anh thay đổi. Nhưng em thì dần em cảm thấy anh không thay đổi được chị. Em cũng giống như là anh nói hứa em thành hứa nhiều cái lắm nhưng không làm được điều đó với em. Mà tới 5 năm luôn, trời ơi, mất nhiều thời gian vậy mà không tiến tới được. Tụi em có cái nghĩa là có gì không có nở nhau với chị. Rồi cuối cùng là ai chấm dứt, ai là người chia tay? Tại vì em là người đau khổ nhất chị. Tại vì em thấy em rất là vì anh nhiều lắm nhưng em không thấy anh không vì em. Nên em đành rút lui. Và em rút lui. Dạ. Từ lúc chia tay tới nay là bao lâu rồi? Em chia tay mới đây cũng được tháng mấy chị. Em chia tay mới đây cũng được tháng mấy chị. Mới có 1 tháng mấy à? Quên ổng chưa mà lên đây? Dạ em cảm thấy là không còn gì nữa. Kiểu là em là người nhất. Khi mà em cảm thấy đau khổ rồi em không muốn nữa. Nhưng mà bây giờ là thuận tình chia tay rồi phải không? Dạ. Không còn núm níu làm phiền gì nữa phải dạ, không? Dạ đúng rồi chị. Thế bây giờ em muốn tìm một cái người bạn trai mới, một cái người chồng tương lai là người như thế nào? Em thích cần một người cho em là người biết chững chạc, chín chắn, có suy nghĩ, dạ, mang hạnh phúc lại cho em. Rồi. Về ngoại hình có yêu cầu gì không? Em không quan trọng là người đó như thế nào, chỉ cần người đó có sự đạo đức và biết nghĩ cho người khác. Được rồi. Thế còn em muốn tìm một người vợ tương lai như thế nào? Em muốn tìm một người vợ chúng ta phải hiếu thảo với cha mẹ, biết chăm lo gia đình là đủ. Vậy thôi, về ngoại hình có yêu cầu gì không? Không chị. Không cần. Em có ngại người đã từng gãy đổ và có con rồi trước không? Dạ không chị, em quan điểm của em là một người chỉ có con mà người ta chững chạc cho suy nghĩ phương trình. Miễn là chững chạc, suy nghĩ, dạ, sống đạo đức, yêu thương mình là được đúng không? Con nít có hình không? Cho chị mượn hình hai bạn ơi. Dạ em muốn chụp hình thử. Rồi, có điện thoại cũng được. Dạ kiếm. Đây, có một cô gái trong này. Hai anh có một anh, chọn đi. Anh ơi, cho em hỏi anh cao hay thấp anh? Nếu mà em chọn sai là chị thường chắc bạn em. Tại em anh phải lay em đó nha. Chung mà cũng... Không sao, trả lời vậy đi. Trung bình. Rồi bên đây, đón đi. Cổ đâu? Bên đây với chị. Đó đó hả? Giữ nguyên nó đi để coi hồi phải không? Đoán đại đi, bị phạt hai đứa luôn cho vui. Anh nào? Một anh này hả? Anh nhỏ phải không? Anh thấp phải không? Rồi, xin mời hai bạn nhìn về phía trái tim. Chào anh Trần. Chào anh. Cao mét mấy? Em mét 6. Mét 6. Có quà tặng. Em cảm ơn anh ạ. Em cũng có món quà nhỏ nhỏ tặng anh. Tại vì cái này món do câu từ tay em làm. Rồi cảm ơn. Dạ em tặng anh. Cái này em gửi chị Cát Tường như là món nén thảo vậy. Ồ rồi tặng. Cảm ơn em nha. Rồi cảm ơn em. Rồi hai bạn ngồi xuống đi. Bây giờ bên này là chọn sai người rồi nè. Sai người bị phạt nè. Giờ bị phạt gì đây? Phạt ảnh gì vậy em? Em phạt anh cái gì em nói nha. Thuộc dầu hít đất. Hát hò gì đó. Anh đơn giản hát đi chị. Hát đi. Không, mấy này em hát không được chị. Hát được rồi hết đất. Dạ. Được không? Dạ được. Rồi hết đất 10 cái được không em? Thử sức mạnh. Rồi em gái đếm đi cưng. Dạ. 1 2 3 4 5 6. Chưa, ta chậm lắm. 6 7 7 8 8. Đường đếm bằng vàng chết. Chưa chân thương ta rồi. Ơi. Cô nết 11. Nữa hả? Ta chỉ còn bằng chứng giường. 13 thôi được rồi, đừng cố nữa, quá cố à. Dạ. Ta kêu ca sĩ số 13 ông thuộc đủ 13 cái. Rồi, hết 13 cái vậy là khỏe. Cảm xúc đầu tiên khi mà mở cửa trái tim này ra thì em cảm thấy như thế nào? Thấy bạn gái cũng dễ thương, cũng kia cũng nhiệt tình này kia, vui vẻ. Em mở cái cửa này ra thì đầu tiên thấy như thế nào? Thì cũng thấy anh cũng có vẻ người cũng đường đường chị chút chút. Cũng được chút chút. Thôi bây giờ đang còn rụt rè, bây giờ chị Tường sẽ rút lui chút ha, cho điều kiện cho hai bạn trò chuyện với nhau. Một chút xíu rồi chị Tường sẽ quay lại, mình cứ tự do mình nói chuyện thoải mái với nhau nha. Rồi mời cho các bạn thưởng thức đồ ăn mà chương trình đã dành tặng cho mình. Em ở đâu?
anh. Nhà em ở đây anh. Nhà ở đây. Em ở quận mấy anh quên rồi. Em ở quận Tân Bình anh. Tân Bình. Tân Bình anh ở Vĩnh Lộc cũng gần nha. À, cũng gần. Quan điểm về tình yêu của em đi. À, em quan điểm của em á là người kiểu chạc, là người biết chín chắn và có trách nhiệm trong cuộc sống gia đình anh. Là một người không gia trưởng. Và em không thích người mà kêu bao quá, em không thích giặt. Còn anh nghĩ gì về em? Không biết là anh đúng nghĩ giống em. Anh quan điểm anh á là người bạn gái để hiếu trợ hảo với cha mẹ, bất cứ cha mẹ vợ, cha mẹ chồng cũng vậy, hiếu thảo để phép, nói chung là anh cũng dễ, tánh tình anh thoải mái lắm. Vậy ha. Vậy gia đình của anh là người thứ mấy? Anh là người thứ tư. Thứ tư. Vậy là mấy chị em gia đình anh mấy người có gia đình hết rồi? Nhà anh thì có chị hai có gia đình, còn hai đứa em gái nữa. Công việc của anh, cuộc sống anh vậy, anh làm công việc vậy anh có thể bao bọc lo lắng cho người vợ không anh? Đúng rồi, mình làm chồng để lo vợ với con ấy. Anh là gia đình là tên hết. Ví dụ mà anh lập gia đình á, thì trong cuộc sống tiền bạc anh có thể là ai là người giữ tiền vậy? Thế đó thì giữ vợ giữ tiền rồi, chồng thì đâu có giữ cái đó được. Vợ giữ tiền, chồng làm và giữ vợ. Vậy ví dụ anh làm thì anh đưa hết cho vợ giữ luôn? Đúng rồi. Thế giờ đưa hết cho vợ cái nào mình đi săn cổ bỏ vài trăm ngàn đi săn cổ. Em như là trong cuộc sống em không có kiểu là em là người kiểu là lắm tiền hết của anh. Em biết là người không khoáng. Nhưng mà tiền bạc của anh thì em cứ cho anh một nửa để anh tiêu xài trong cái việc là săn cổ, ăn uống bạn bè. Em không quan điểm là em như là anh đưa hết 10 phần, em lấy hết 3 phần đâu anh. Vì là cho anh nữa. Trong tình cảm như là đối diện với anh như anh thương một người nào đó. Như là gia đình người đó có hoàn điểm gia đình không khá giả. Anh có ngại không? Không, thấy nó bình thường, thương nhau và hiểu nhau, một tâm động mình để hiểu nhau. Dạ. Hiểu nhau mình dung đốc, tình cảm với nhau, thấy hạnh phúc được không? Vấn đề gì em hỏi anh cứ câu cái nhị này. Dạ, dạ ok anh dùng đi. Dạ. Anh không có vô câu của em làm thử coi như thế nào anh. Dạ, cảm ơn. Em không biết anh thích ngọt hay gì, tại vì em lại cũng thường không ngọt mấy đâu, anh cũng vừa ăn. Ơ dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ ok. Dạ anh cứ ăn đi. Ăn không có vị là dừa ngon. Sở trường của em là thích nấu ăn. Ăn trước anh cũng ở mình anh cũng tự nấu ăn. Có vậy không? Tại vì làm mình thì tối về nhà tự nấu ăn. Sao mà về ở chung với anh chị hai á, xong rồi ở chung á. Vậy như là nhưng mà em ăn mà có gì mà quen nhau đến với nhau đi. Vậy anh xác định khi nào mới tiến tới hôn nhân? Nếu mình tìm hiểu hợp nhau mình tiến đến hôn nhân luôn. Anh muốn cái gì cũng bỏ làm ha. Dạ. Xuất phát. Em bảo như một chừng ở năm khách. Như là anh quen ý là tính định tứ là mấy tháng hay mấy năm để em rõ. Tùy theo với tình cảm của anh với em. Nếu mà đến nhà họp nhau mình 1-2 tháng tới tiếng nói hôn nhân cũng được. 1-2 tháng. Nếu mà tìm hiểu tùy theo anh với em. Tại vì quan điểm của em cũng lớn rồi. Em cũng cần một người mang hạnh phúc cho em. Ở trong cuộc sống của em là người đau khổ rất nhiều anh. Em sống vì người ta hy sinh gì quá nhiều nên em muốn một người thấu hiểu em để người ta chia sẻ cho em lúc em buồn vui có một người để biết an ủi em chia sẻ cho em. Em cần là cần cái sự chân thành và xung thủy với em. Chào chị. Nãy giờ ăn thử bánh bao cái nào chưa? Chị dùng cái. Không, chị có hộp ngoài kia rồi lát chị tự chị ăn mình chứ. Sao mà bánh bạn làm ngon không? Dạ ngon chị. Ngon ha. Dạ. Mà thấy ổn không? Dạ ổn chị. Dạ ổn hả? Dạ. Rồi. Mình lớn rồi mình chín chắn rồi ha. Yeah. Mình cố gắng mình làm gì mình suy nghĩ cho nó chắc chắn là sau này mình không có với lại tuổi xuân ai cũng không còn nhiều hết trơn. Đâu có đâu nhiều 5 năm hoài đúng không em? Yeah. Nhưng mà em cảm thấy được thì em nghĩ là tìm hiểu bao lâu thì mình sẽ tiến tới. Ví dụ là 6 tháng tới 1 năm. Tại vì tuổi em cũng đã lớn rồi chị. Gia đình em cũng nói em là quá lớn rồi, cũng có một cái chỗ để em nương tựa với chị, để em chỉ cần vậy thôi chị. Hôm nay em đi với ai? Ký ông anh lỡ chị. Ông anh rể. Dạ. Còn em bữa nay em đi có ai đi theo? Em đi với đứa em gái nha em gái ruột của em. Em gái ruột á hả? Dạ. À rồi, vậy mời anh với mời em vô nha. Anh rể với em gái mời vô đây mình trò chuyện cho vui nè. Bây giờ chào anh trước nha. Dạ anh tên gì? À anh tên Quang. Anh tên Quang. Anh nhận xét về thống mà em vợ của mình là người như thế nào? Nó là rất là hiền, em rất là hiền, tánh tình nó được vui vẻ lắm. Dạ. Không bao giờ mà không uống rượu. Vậy cái tật xấu của nó là gì? Hả? Nếu ngủ quên nhiều khi nó kêu cái gì cũng vậy thôi. Chứ còn bình thường là nó siêng lắm. À cứ ham ngủ vô khi kêu vậy. Nhiều khi mệt quá tăng ca gì khi mệt quá về ngủ kêu nhiều khi nó ấy vậy thôi chứ bình thường là vui vậy. Dạ. Rồi, em là em dạ, gái chị. Em tên gì? Dạ em tên là Tuyền ạ. Ừ. Dạ chị em thì cũng tính tình chị em thì cũng hơi nóng tính một xíu và cũng ở nhà thì cũng giỏi giang biết làm nội trợ. Mà chị em thì lại muốn kiếm một người con trai á để cho chị em nương tựa và không thích một người đàn ông mà nhậu nhẹt hay là
lá gì hay là bún dẻo bún còn hết á. Ừ. Không có gì em yên tâm anh là không có nhậu. Dạ. Nhưng mà hôm nay em nói đi nói đi. Khi giờ vui vậy á, bạn bè uống hai ba lon anh nghỉ rồi anh không có nhậu, anh không có thuốc. Hôm nay em nhưng mà hôm nay em nhận xét anh này như thế nào? Anh rể tương lai ạ. Em thấy anh dễ thương cũng cho em thì cũng chị em chưa biết, em cũng không biết là nói như thế nào, mà em thấy nhìn anh đó chị thấy anh cũng dễ thương, cũng chịu lắng nghe chị em nói. Ừ. Dạ. Thế còn anh mà nhìn nhận cô gái hôm nay như thế nào? À rất là hiền, nhìn thấy cô chung là cũng tương đối đẹp lắm rồi. Như vậy là em phải cố gắng làm chứ phải kiếm cuộc hẹn ở đây. Hôm nào uống cà phê ở đâu là phải hẹn trước, chứ đừng nói anh hai nghe nhau. Nói đủ trong người nghe thôi. Nói vậy phải có hẹn hò liền ha, chốt liền mới được, chứ còn gặp đây thì đâu chưa tìm hiểu được gì hết. Ra. Cơ hội hôm nay gặp nhau thôi để xem coi hai bạn nó tìm hiểu thêm nhau thế nào. Cảm ơn anh nha, cảm ơn em gái nha. Để cho đôi tôi trẻ quyết định nha. Rồi cảm ơn hai người. Anh mong anh với em cho nhau một cơ hội. Anh mong cho nhau cái dễ từ từ. Bây giờ mình chơi cái game cho nó vui một xíu rồi mình sẽ quyết định. Rồi mỗi người bóc một lá đi em. Rồi đọc lớn lên đi cưng. Bạn nam lấy nắm tay và hát tặng bạn gái một ca khúc. Hát nữa, cuối cùng không phải vô cái chỗ hát à. Rồi giờ qua xin nắm tay bạn gái đi. Hát tặng bạn gái một câu. Cái này cho em xin em hát của chị. Thì qua nắm tay bạn gái rồi xin bạn gái đi đâu đi đứng bên đây nè. Qua xin bạn gái với xin chị. Này là hát cho bạn gái nghe mà. À, anh xin em xin nắm một tay. Xin chị một nắm tay ghê vậy. À vậy anh hát không hay thì thông cảm anh ơi. Rồi hát không hay thì bây giờ mình nói tỏ tình đi, nói cảm xúc của mình. Tay anh dung với chị lần này ra được gặp như thế nào, thấy em sao, anh cảm thấy sao gì đó nói đi. Em thấy cũng anh cũng là người nhiệt tình, nói chị cũng có vẻ thẳng thắn, cũng có cảm giác suy nghĩ của em. Anh cũng chăm, nếu mà em đồng ý gì xong mà hẹn hò với anh thì anh sao mà anh đã chăm sóc em nhiều hơn. Khi gặp nhau phút đầu từ anh mất anh đã chăm. Thôi được rồi, về chỗ đi. Về chỗ và từ từ tôi sẽ nói chuyện tiếp. À móc cây đi. Đọc lớn không chị? Bạn gái hãy vừa hát vừa múa minh họa một ca khúc khiến bạn phương nam bất bật cười. Rồi. Rồi nãy giờ lần này là phải hát rồi, nãy giờ em phải cứu ảnh hai phen rồi, em vừa hát vui hát xong rồi cho ảnh cười là được rồi, hát rồi biểu diễn rồi đó. Hôm nay cũng là một cái dịp có duyên ở đây, em gặp em xin hát bài hát nó nói về là duyên tình địch với chị. Rồi ok, bye bye. Cười tươi cho ta nha, ta mới hoàn thành nhiệm vụ nha. Đầu năm hoa lá xôn xao nở như đón chào, bất ngờ chẳng dám ước cao, chỉ tình nghĩa với nhau muốn sơ tranh đồ ngọn lời làm lên soi ngón. 12 con sáp em thấy tâm tinh quý mùi, tình chiếc tầm phải anh đoán hôm nay duyên nở đến rồi, gặp chàng hình đứng sẽ thương tụi này vừa số nắm con, muốn cho giai thảo nhờ anh mai mối mối mang lên đường. Người anh quay quán nơi nào sầu nghèo, tuổi tám xa lớn hay giàu thế nào, anh ta chừng trong 20 mái trong nhất nhìn xa em đoán ngay người đó chính là anh đây. Người đó chính là anh đây, lại phải chỉ qua vậy ta mới cười nè, dễ thương. Rồi thôi bây giờ thì cuộc vui nào cũng tàn, thấy không? Cái cuộc chơi nào cũng phải kết thúc. Thì bây giờ cái mai mối thì cũng tới hồi kết. Hồi kết là bấm nút hẹn hò. Nếu như hai bạn thấy hôm nay chị Tường giới thiệu cho mình gặp nhau là hợp duyên, thấy vui trong người, có cảm xúc, có cái rung động và nghĩ rằng là có thể cho nhau cái cơ hội thì cứ bấm nút. Còn cảm giác là cái người này không hợp với mình, không phải mẫu người mình muốn, hay là mình không có cảm xúc khi đối diện thì mình có quyền từ chối không bấm nút. Quyền là của hai bạn. Hãy làm theo mách bảo trong lòng mình, trong trái tim mình, chứ không cần phải vì một cái gì khác nha. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý hẹn bấm mạnh, không đồng ý có quyền lấy tay ra. Giờ mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3. Trời ơi. Rồi rất là vui. Đây, trước tiên là tặng em gái món quà của chương trình để làm đẹp. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản, với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Bây giờ xin bạn gái nè một nụ hôn để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt. Dạ, xin em hôn em miếng. Rồi chị Tường chúc cho hai bạn nha, cố gắng ai cũng đã có nhiều cái trắc trở rồi,
tìm hiểu nhau, đã quyết định nắm tay nhau ở đây rồi, phải cố gắng dành thời gian để mà mình vun đắp cho cái tình cảm này, cho nhau cơ hội hẹn hò, phải gặp nhau nhiều thì mình mới biết được cái tính nết của nhau, con người của nhau, rồi mình mới đi đến cái kết được ha. Rồi chúc hai bạn có thời gian hẹn hò với nhau thật vui vẻ, thật thú vị nha. Yeah. Rồi cảm ơn chị. Kính thưa quý vị, hôm nay thành công rồi, một cặp đôi tôi nghĩ rằng là họ còn nhiều suy nghĩ e ấp, tôi cứ ngại là họ không bấm nút, nhưng mà cuối cùng họ cũng đã trân trọng cái cơ hội này và dành cho nhau cái cơ hội đó. Chúng ta sẽ cùng nhau chúc phúc cho họ nhé.